Hello mọi người. Thì hôm qua là có mưa hơi to. Thì sáng nay vô bảo là cái chỗ hôm bữa mình làm ạ, cái chỗ mà sẽ xới rãnh cho nước nó đỡ ngập á. Vườn nó lại ngập rồi. Thì giờ hôm nay thì phải ra ngoài đấy đi xem ngập không và làm ấy. Và làm mình sẽ lấy gạch ra đặt thành hàng cho nó thành rãnh. Xong rồi ấy. Xong rồi sau thì lấy cái gạch đấy xây luôn. Hello mọi người. Vẻ đẹp, nét đẹp lao động. Thôi, có làm được không người hắn nói. Nào, giờ hai vợ chồng sang ngoài kia xem là tình hình sao đã rồi mới giải quyết được. Xe anh nghèo lên xe anh đèo. Lên. Lên luôn. Đen xỉ các bạn ạ. Trời này các bạn, nắng với tôi các bạn ạ. Tôi đang chuyển thật. Đi ra đâu, đi ra khỏi nhà là anh là sếp bây giờ. Dạ sếp. Đó. Em phải vào cái mũ theo bây giờ. Anh em phải mang cái mũ theo. Mà thôi anh phải để cho vẻ đẹp trai của anh mọi người nhìn thấy. Không. Con đường này nguy hiểm đường không? Ngập nước chưa đường và vườn cũng Yeah. quay cho các bạn nhìn nha. Bơi đi. Nó bơi đi. Bơi luôn. Đấy, mình sẽ lấy con chiến mã này. Chở đống gạch đấy. Ra ngoài vườn này. Từ nhà mình sang ngoài vườn đó thì rơi khoảng tầm 3 km. Đó. Mong là mọi chuyện sẽ ổn trên con xe này. Đóng rồi gì đấy? Đấy, làm gì vậy? Ui, đấy, nữa. Rồi. Ừ. Nhiều cái nữa đi vợ. Nào, cố lên. Em sẽ đi thay thế cái xe nhá. Anh kéo cái này ra đây, ngoài đấy. Đây. Đây chính là đống gạch đấy. Giờ là mình sẽ xem đâu đi được là mình sẽ đi. Rồi, khả năng là mình sẽ bốc ở đây. Đi ở đây. Đó. Bốc sang. Đây, phải đặt cái viên gạch nữa. Đây. Cái bao vây vào để làm một cái kè để cho nó nước nó không tràn ra hai bên chứ nó chảy theo dòng nữa chứ không thì chết thành cây bên này cũng có đấy dọc đây này đây này được có hết này lấy cái này ra đấy. Làm khả năng là phải đi nhờ qua vườn nhà người ta này đi qua đây chứ không thì sang bên này nằm ngô á bên mé bên này nhiều ngô á không 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 đi được đi sẽ khó nào bắt tay vào việc nào đúng không đấy này chỗ này được khoảng tầm 30 viên đúng không chắc chả đến rồi 6 8
1, 2, 3, 4, 5. Còn 30 viên ạ. Đã đến lán. Bể đầy nước. Cỏ tùm các bạn. Mưa gió. Cỏ được cái lên nhanh. Đây là nhà mọi nhà người ta thì được thu rồi mà na nhà mình vẫn chưa được thu các bạn ạ. Toàn là năm muộn. Ngon lành hay không nào? Nào, nào. À thế thì bố phải đi ấy kìa, bố phải đi đang bắt đầu bên kia kìa. Đúng không? Chứ đẩy đây cũng nặng lắm. Đấy. À, mình kè vào đây. Đấy nó lại ngập hết rồi. Bây giờ mình sẽ kè lại cái chỗ này. Kè lại cái chỗ này để cho nó đi theo đây. Cái luống này mình đào. Dòng rồi đấy. Ừ. Đấy vậy. Nước quá là nhiều luôn các bạn ạ. Quá là linh láng luôn. Đang chặn dòng à? Không đấy. Kè nó như thế này nó hình dòng lên mới được. Xong tí thì sẽ lấp đất lên. Nhưng mà nếu mà mưa to thì thì lại đấy thì là không ổn không, đâu. Không, tí lấp đất ở đây. Bây giờ câu chuyện là vợ đi ra ngoài kia lấy hộ anh ấy đi. Hộ anh mày có mấy cái cuốc bố để hôm qua, hôm qua anh ấy để trong lán á. Ừ. Ok. Mọi người mấy cây na nhà tôi vừa mới khô được một tí thì lại bị ngập. Khó đi không bố? Bố phải đi ủng vào. Năm nay mưa lũ nhiều quá, na ngập. Mà na thì không chịu được nhiều nước các bạn ạ. Đây nhìn vườn nhà người ta thì không bị ngập, vườn nhà mình bị ngập xót xa quá. Hôm nay là ba bố con làm kè. Anh này dựng ngang như này à? Ngang này nó không đổ, cua này không đổ. Bố thích dựng ngang, ai dựng ngang như thế này. Bố có để con chuyên gia xây dựng của nó. Có vài ngày kinh nghiệm rồi. Đây. Hãy tiếp tục. Lại chuẩn bị mưa tiếp này các bạn ạ. Trời lại bắt đầu lất phất mưa. Nhìn nước mà xót xa cho cây na nhà mình quá. Không biết bao giờ mới hết được cả. Ngồi đây. Mưa. Hết mưa này. Ngập ngập hết củng luôn. Cũng tỏ nước rất là sâu.
Ngập đến tận cây nà như này, bạn nhìn bao la biển nước luôn. Đây, mình không dám ra giữa bởi vì nước chảy xiết quá. Còn đây là rãnh mà cho nước chảy, bạn nhìn xem mới nước xuống. Cái này thôi đó. Để cho cạch xong thì nó chở cái này. Cái đoạn này cái trên này có một cái thôi. Nên đây này. À, ba cái. Ờ, đấy. Máy được đặt cho xe. Xe người làm gì cho chất nặng. Cắt ở ngay đây. Không, ở đoạn kia. Để cho mình và bố mình kè đấy. Nhà vỡ thì ai cũng biết mà, lúc vất vả như thế nào thì liệu có ai biết không? Được cả ra không dễ đâu. Đập kè. Đập xong rồi. Nông nước cho. Đập. Tám ăn rồi. Làm nông rất là vất vả. Cạn hết bên này rồi. Bạn vớt rồi này. Còn bên này nữa thôi. Tưởng làm nông mà dễ à? Không dễ đâu các bạn ạ. Sau một hồi chát chít các kiểu thì cũng xong rồi. Nói chung là cũng hòm hòm rồi. Đây. Chưa ăn thua lắm nhưng mà như là nó sẽ thành như này. Cái hình dòng ấy mà. Hôm nay đăng ký mấy bát cơm ạ? Hôm nay chẳng muốn ăn cơm. Không muốn ăn gì? Ăn mì tôm à? Bánh mì nóng. Bánh mì á? Ăn mì này lấy đâu mà ra sức để ấy? Lấy đâu ra sức để làm? Chiều có phải làm đâu. Chiều bốc quạch tiếp nhá. Chiều bốc quạch. Ờ. Nhưng mà tớ không đói. À. Đấy. Vợ mình cứ thấy đây ra chip như này vào này, rồi tớ sẽ để tránh nó giò sang bên kia. Đấy, cái hình dòng này. Tí mình sẽ đào thêm. Sâu thêm một đoạn nữa. Sâu thêm. Tại vì cái này có vẻ hơi lông.
như kia. Đấy, này tại nó chỉ là tạm thôi, hôm nào nắng mình sẽ đào sâu hơn nữa để cho nó thành ấy luôn, thành rãnh luôn. Đấy. Giờ là mình đào cũng không dễ ăn đâu, kiếm được vài quả la cũng không dễ dàng đâu. Tuy nhiên lại có một cái dòng suối giữa vườn này, không biết là nước vào rồi nước tiền vào rồi tiền chảy đi này là không ổn rồi. À, tiếp tục công việc ha. Hello mọi người. Này, sau 3 hôm mình đào rãnh này lại thì hôm nay mới ra được đoạn này kiểm tra. Thấy có vẻ là nước bớt rồi đấy. Nghe róc rách nghe ôn hòa hẳn lên đấy, không như hôm trước nữa. Đây. Công trình thời kỳ mà nó thấy có vẻ là không ổn cho lắm. Ừ, ổn hơn là chắc chắn rồi. Bây giờ phải ấy, bây giờ phải sao nữa. Đấy, cái trong này rút hết rồi này. Đấy, mặt đất nó ở đây này, có nghĩa là hết nước rồi. Đấy. Ngon nhỉ đó. Tất cả sau chỗ này phải đào thêm, đào sâu thêm một ít nữa, đào sâu thêm một ít nữa thì cho nó đỡ bị ạ. Nó vẫn còn nhiều nước lắm, còn mấy hôm nữa thì mới hết được. Mình phải đào thêm sâu ở đây, ở đây này hả, đào sâu thêm ở đây nữa. Rút thì tất nhiên là thứ ấy thì là một thời gian nó sẽ rút thôi, nhưng mà để lâu vấn đề là ở đây này, ở đây đoạn này này mà lâu quá nước nó ngập lâu quá này nó chết vẫn là nhà bên kia trên mấy cây nhà bên nào nhà ở gần mạn suối đào rãnh kìa. Ừ thì đúng cái rồi đấy đã vàng, chết luôn rồi. Thì cây ở đấy nó cơ bản là nó ngập trong lâu quá. Đây đây này, cây nhà mình nó vàng dần như này, thấy không? Đây, đây này, lá nó mà vàng dần như này, đây này. Đấy. Đấy, mấy cây này cũng vàng dần rồi này. Chú chỉ sợ trên lá thôi, trên lá mấy năm mấy nên lấy lại được đấy. Đấy, xong rồi bồi lại cái ấy này nữa. Bồi lại cái nữa, kiểu mấy hôm nữa mưa rồi nữa thêm toàn nữa. Rồi, nói chung là sau 3 hôm đi ra ngoài đây kiểm tra là ngon nghẻ rồi. Như vậy là cũng ổn thỏa rồi. Mình chỉ cần đơn giản là phải thêm thôi. Thì chỉ đơn giản là đào sâu thêm tí nữa thôi. Do hôm trước cũng hơi chủ quan, cứ nghĩ là chắc có đợt thôi. Hay rồi là lại bị như vậy. Lúc này là thật xe mới hơn. Ở nhà cái thoa cũng không tiện ấy đâu, cũng không bị nhiều đâu. Cũng cái đoạn này thôi, mỗi đoạn này thôi. Nó không đào cái rãnh ra đây. Thông sang bên này luôn cho nỡ mấy cây này nữa bị ngập. Nó chỉ bị mất một đoạn đằng này thôi. Đúng rồi, nó bị mất một đoạn ở bên này thôi. Còn nhà mình là hẳn. Đó, hiện được rồi. Như suối. Đọc cách như suối luôn. Thôi. Vậy là còn thả rồi. Chứ không thì cứ ấy này mà toang. Chết là. Những cây na lại mà chết nữa. Tiền đi tong đấy. Đấy. 1-2 cây chết là vài năm cơ. Đây này, cái cây này bắt đầu nó vàng lá này. Không. Vàng hết lá. Còn khu trên đây nhá, khu trên không bị ngập nước này.
nhìn nó đẹp, nó xanh nữa, mở luôn đó, nó xanh này, này. Đó, nó không vàng không khè như cây mấy cây kia. Đó. Rồi thế là ổn thỏa về một cái kênh đào do gia đình mình tạo lên. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, đi vào đây lao 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 vào đây.